Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là mẫu nồi xay thịt 1kg/1 sử dụng nồi 22 cm. Khung nồi bằng inox 34 rất chi là sáng bóng, dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Thì máy xay thịt motor 1kg/1 này sử dụng lưỡi dao 3 cánh. Đó, quý vị nhìn xem rất chi là sáng bóng. Tất cả bằng inox nha quý vị nhé. Thì với máy xay thịt đa năng này thì motor được quấn 100% dây đồng, như quý vị nhìn rất chi là rõ. Đấy, điện cơ hoàng phát 1,1 kW, điện 220V. Thì với mẫu xay thịt này thì nó sử dụng motor tốc nhanh 2.800 vòng trên phút, thì nó xay được thịt tôm, cua, cá, rau củ quả cũng như là hành sả ớt. Các bác có thể xay ở nhà với cái lượng xay từ 500 cho tới 1,5 kg, khá lớn. Thì sử dụng nồi 22 cm, rất chìa to. Mẫu này là to thứ nhì hiện nay, bên cạnh đó là mẫu nồi xay 1,5 kg, một tờ 1,5 kg, nồi 24 cm, dao 3 cánh. Thì cái mẫu này nó to hơn một xíu. Đó, sử dụng dao rút mẫu mới nhất 2021. Thì cái mẫu nồi này nó xay được khá lớn, khoảng 2 kg một mẻ. Đó, chân đế chữ A rất chi là chắc chắn. Đấy, quý vị nhìn xem inox 34 motor 1,5 kg. Thì tất cả dưới motor này đều có cái quạt tản nhiệt giúp motor hoạt động thời gian dài mà không bị nóng máy. Thì mọi thông tin về hai mẫu máy xay thịt này thì quý vị hãy gọi cho em theo số điện thoại em đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.